Chánh là mình đi nhiều tầng trời lắm. Và mình đi nói chung là super busy, rất là bận. Cho nên mình đến lúc mà mấy vị Bồ Tát, mấy vị Phật đến giảng pháp, mình cũng không thèm nghe nữa. Có ngày mình bận không à? Cũng giống như cõi dạ ma thiên, nó thích cái gì khoái lạc thì chơi cũng là chư thiên nha. Mấy con cũng từng ở cõi đó. Rồi nó có cõi tha hóa tự tại tiên. Tha hóa nghĩa là gì? Nghĩa là chúng sanh, tiên chúng ở đó đó, đi qua cái cõi dạ ma thiên. Dạ ma thiên là nó biến hóa những cái nhảy đầm ăn chơi rồi trong đó, cái nó đem về cõi tha hóa tự tại. Thì tha tức là tha tới, hóa là biến hóa ra. Tức là ok, thằng này nhảy slow, bây giờ tôi bắt chước nhảy slow. Thằng này nhảy disco, tôi đem disco về cái cõi của tôi. Có nghĩa là cái cõi này tại thần thông dễ ăn cấp nghề lắm con, giống như IP dễ cấp lắm. Thì nó có mấy cõi đó, dục giới á, nên nó rất là bận. Bồ Tát ở chỗ với Phật là thất nghiệp mà. Tại vì chúng ta không có ngồi nghe. Rồi đến khi mà chúng ta ở đó hàng tỷ năm quá lâu, mình nghĩ là cái tuổi thọ dài quá, chúng ta lười biếng. Mà khi chúng ta lười biếng rồi, nó cũng y như những chúng sanh thời nay vậy đó, không nghe lời thiên tâm, không nghe lời sư phụ, thì họ sẽ sắp sửa bị đọa đó. Còn nếu mình từ những năm gần đây mà nghe mà quay đầu đó, sẽ không bị. Thì khi chư thiên ở trên đó cũng y như vậy. Thì bông hoa mấy con, có lúc mà mình còn có cái đức á, cái công đức là thế gian mình đang làm công đức nè, mình cúng mẹ hay là mình làm từ thiện hay gì là công đức. Mình có nhiều công đức thì giống như tỷ phú đi, lúc beginning chúng ta từ ở thế gian, hôm nay về chảnh mình mang theo 1 triệu công đức là 1 triệu, mình tính theo số đi, 1 triệu đô đi mình xài, cái mình cứ ý y là 1 triệu đô xài hoài không hết, nhưng mà đến ngày nó cũng hết 1 triệu đô. Thì lúc đó đó cái thần thông của chúng ta không còn quá ra được cái bông để cho nó tươi nữa, mà tự nhiên để cái bông nó héo. Người chúng ta là thơm phức, cho nên tư chư thiên mà mỗi lần đọc kinh mà có nghe mùi thơm là chư thiên xuống á. Thì lúc đó mình không, lúc đó mình từ 1 triệu đô mình xuống còn có 20 đô trong nhà băng ATM đâu rút được. Thì lúc đó bó tay rồi. Thì lúc đó nách của mình cũng hôi giống như người thế gian, bông nó cũng héo, mặt mày nó cũng tái mét. Thì lúc đó mình bắt đầu mình biết là mình sắp bị lọt trở về trái đất lại rồi, không còn đủ cơ hội để mà tu nữa. Mà tu ở trên trời muốn đạt được công đức ở 1 triệu đô trên trời á, ở dưới này mình chỉ có 100 năm là mình đạt được 1 triệu. Ở trên trời mà con tu 1000 năm á, 100 năm của mình thì được 1 triệu đô. Mà mình muốn y chang 1 triệu đô mà lúc mà ở thế gian á, con phải tu chỉnh 1 tỷ năm. Đến lúc mà con hết phước rồi, con sắp sửa xuống đây á, trời ơi, 1 tỷ năm tôi mới trở lại thành chư thiên lại, lâu quá. Thôi chấp nhận nhảy dù xuống nữa. Mà nhảy dù xuống kỳ này con gặp ai? Đâu có gặp Thu Ba ngồi cái bên con đâu. Đâu có gặp Yến, những chư thiên tương lai đúng không? Đâu có gặp anh chị em mình nữa. Lúc đó đừng hòng gặp sư phụ nghe. Mà lỡ như con nhảy vô dùng bên sở thú Africa thì sao? À, lúc đó là hôm nay. Hôm nay mà con thấy những hôm nay mà mẹ nó vừa đẻ ra đó, lỡ sau lưng là có con báo hay là con chó sói gặm trước rồi, xả cái nghiệp gì đó, xả chừng vài chục lần đau đớn. Lúc thì làm nay vừa sanh ra là bị ăn thịt đúng không? Rồi lúc thì làm con trâu phải không, bị đóng sư tử nó cắn cổ đúng không? Để mà xả nghiệp. Chứ còn 1 tỷ năm chỉnh lâu lắm. Rồi qua những cái thời gian đó, rồi từ từ cái nếu mà hên nữa phải không, tại vì ở bên đó có những cái thằng mà African đó, nó đi coi vườn sở thú, cái mình bữa đó nó cứu được con nai này không bị ăn thịt, cái con vô làm con bữa đó, tức là lần đầu tiên làm người thì phải làm người bên African từ loài thú. Cho nên con thấy người bển đó, tụi nó hang thịt sống đó, là vì cái lại giải thích của nó đó cũng đã từng ăn thịt sống. Chứ mà con thấy mấy clip con thấy không, mấy con gái với mấy bên Phi Châu á, thì cái nó đi theo cái lại giải thích cũng giống như một con quỷ mà nhập vô cái xác ta, nó thèm ăn thứ này thứ kia toàn ghê gớm không à, quỷ á, là cái tâm
chứ không phải là do cái sắc phàm đó nữa. Cái tâm nó muốn ghê lắm. Có những người có bầu thích ngửi mùi khói xe, thích ăn đất rồi đó. Khi qua mấy vòng làm người Africa, cái đầu làm qua vòng cái vòng mà có phước đi thì làm qua người Nam Mỹ. Nam Mỹ cái đi vượt biên giới gặp cái đám gặp cái đám trước đưa lờ á, nó dần cho mấy cái nó bỏ xít vô để mà tan xương nát thịt mấy lần rồi biết đau rồi, biết ném mùi chảy da rồi. Ở đâu từ từ lo làm mễ bên Mỹ chứ đâu dễ vô làm Việt Nam, tại lúc đó Việt Nam là Phật thánh tiên không, khó làm người Việt Nam sau này lắm.